Kính chào tất cả các bác quay trở lại kênh YouTube của Cao Hiền Audio ngày hôm nay. Một ngày rất là đặc biệt bởi vì tất cả ngày hôm nay đều là hàng thửa các bạn. Đều là những dòng hàng cao cấp đời cao và có những bộ micro thật sự nó rất là đắt đỏ. Các bác có thể nhìn thấy một dòng micro với thương hiệu của nó là H2 SKM 8000. Con này thì nó thật các bác là nó quá ok và một bộ thương hiệu là Mi Pro. À, Mi Pro thì các bác biết rồi. Đấy các bác có thể search trên Google, search trên YouTube. Mi Pro nó là một cái hàng hãng cực kỳ nổi tiếng đấy và thương hiệu này của nó là thương hiệu của Mỹ các bác nhá nhưng mà chất lượng âm thanh của nó thì mang lại cho các bác một cảm giác thật sự rất là đã rất là ok mặt mũi cực kỳ sang trọng và tay của nó là tay titan các bác nhá có gia tốc có tự ngắt đầy đủ tất cả các chính tính năng và em chỉ để cho các bác với giá như một bộ mic trọ rẻ hơn cả một bộ mic nhái rất mong tất cả các bác chúng ta ai mà đang xem video thì cố gắng nán lại một chút để À, sẽ cảm nhận được những bộ micro ngày hôm nay em hiền mang đến cho các bác nó là những bộ micro đi Vâng và ở đầu lai ngày hôm nay thì em hiền xin được giới thiệu cho tất cả các bác một dòng micro catwi k9 dòng này nó là một thương hiệu rất nổi tiếng của Đài Loan các bác ơi Đấy, rất nổi tiếng của Đài Loan và con này thì các bác nhìn thấy mặt màn hình hiển thị nó rất là đẹp và hàng vừa về đến nhà anh em Thọ bây giờ mới lâu đây và lâu rồi thì nó trả lại cái bộ bề mặt của nó cực kỳ là đẹp và rất sang trọng thậm chí là ở trên màn hình nó còn nguyên giấy ni lông chưa bóc xeo các bác nhá. Con này có là con Cat K9 đấy, với cái thương hiệu là Professional Wireless Microphone tức là một dòng micro à, nó hiển thị tất cả những thông số và tính năng hiện đại nó nằm hết trên này. Đặc biệt là tay của nó là tay mạ chrome titan các bác nhá. Mạ chrome. Đấy, tay của nó là như một cái tay hợp kim luôn, dòng này côn neo hoàn toàn chưa lau chùi, chưa phủi bụi và rọ của nó cũng là một cái rọ mạ chrome À, các bác nhìn cảm giác như là một cái khối lốc nó đang nằm ở đây và à, chỉ có duy nhất một điều là cái tay của nó có hai cái nắp thì nó có khác nhau một đôi chút các bác ạ à. cái nắp này của nó là hơi thon một tí này nắp này thẳng nhưng mà hai tay của nó thì còn cực kỳ là đẹp các bác có thể nhìn nội thất này hàng xịn sò thì các bác nhìn thấy là nó, nó quá là ok luôn các bác nhá con này hiện tại bây giờ nó chạy tám hộp sóng bốn à, hộp sóng một bên ba à, hộp sóng chính và một hộp sóng hỗ trợ à, chạy kênh ab nó nằm ở đây à, con này thì À, nó là cái thương hiệu đòi cực kỳ là cao thế hệ đòi 2018 2019 luôn bên mạch thì được sản xuất à, à, với công nghệ đòi mới Đấy, thế hệ đòi cao anh em nhìn thấy bên mạch chuột gan của nó các bác biết này con này của nó chạy 8 hộp sóng các bác nha thật sự nó, nó quá là ok chi tiết rõ ràng và phía sau của nó là các bác nhìn thấy này, này. Đấy, hoàn toàn chưa vệ sinh chưa lau chùi lau qua phát là bóng như gương Đấy. và bộ này có ca nông có rắc 6 ly đầy đủ với bộ micro cắt huy này Đấy, một trong những dòng micro chuyên nghiệp thì em sẽ để cho các bác với mức giá rất tốt. Đấy, 1 triệu à, 350 nghìn đồng. Đấy, và trên tay mic các bác nhìn thấy nhá Nó có cả chế độ tự ngắt à, à, bằng tay. Đấy, nếu như các bác đẩy lên nhá công tác này công tác gạt, đẩy lên ở giữa, đấy, nguồn nó lên. Nhưng mà nó không có tiếng, đẩy thêm một đất nữa là nguồn nó lên và có tiếng luôn. Và khi các bác muốn tắt để không chờ chế độ khởi động, các bác kéo về giữa này là nó sẽ tự động mute. Đây là một cái cơ chế cực kỳ là hiện đại ừ. đang chạy một cái dòng côn neo viền vàng. Đấy, và tay chân của nó là hai con. Đấy, nó là như thế này các bạn nhá. đẹp long lanh mút chỉ ruột gan nó còn mới lắm các bạn ạ ruột gan còn mới kinh khủng luôn cho các bác xem bộ này là một triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng tặng cho các bác bộ pin hàng bãi mà còn đẹp như thế này nó thật các bác là nó quá ok đấy, đúng không ruột gan này đấy chỗ này của nó vẫn còn nguyên tem nguyên xeo này trên tay của nó còn có cả chế độ cài đặt setup đa chiều đấy. Bộ này 1 triệu 350 nghìn đồng Tay hộp kim các bác nhá Anh em ai có nhu cầu Đây chính là bộ số 1 Có tặng pin sạc để tất cả các bác chúng ta Ai chốt bộ này cũng đều cảm thấy phấn khởi Và tiếp theo bộ số 2 Em xin giới thiệu cho tất cả các bác Đó chính là một dòng micro micro M5 Mặt mũi của nó thì em khẳng định luôn cho các bác là Nó đẹp mức độ là chưa từng thấy Đấy, Gần như là mặt không có một vết xước các bác nhá Mặt chưa có một vết xước luôn Đấy, micro M5 ra nó là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của uh, nhà máy của 3G các bạn, và 3G với B3 thì đều là sản xuất tất tật đều công nghệ của Đức hết và ở đây em uh, xin phép là để cho các bác có hai bộ tay màu xanh, à, hai bộ tay màu xanh như thế này và một hai có ba bộ, à, ba bộ tay màu, uh, màu, 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 màu 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 tím đấy màu tím hồng. Đấy và tất cả con này nó đều chạy một cái dòng cô neo tiếng rất hay các bác nhá. Đấy và tay chân của nó là zin 100%. Và em cũng nói luôn là dòng này của nó là rất đắt tiền. Giá mới của nó đâu đó dao động cứ tầm khoảng à, uh, uh, 10 triệu một bộ các bác ạ. Đòi cực kỳ là cao. Con này của nó được uh, uh, đưa vào bảo hành cũng như là đưa vào sử dụng vào năm 2019 các bác nhá. Đấy, dòng này có gia tốc, có tự ngắt và sóng của nó thì cực kỳ là tốt. Sóng của nó có thể ổn định cho các bác tầm khoảng 4 50 m thậm chí là kể cả 7, 80 m, 100 m ở những không gian dốc đấy, còn tùy thuộc vào không gian thì các bác có thể mua bộ micro này về làm xô làm sự kiện tiếng của nó rất đanh thép, rất mạnh mẽ vào bộ cầu này. Gần như là lần đầu tiên em kiếm được tại thị trường Việt Nam. Không có được các bác ạ. Có những tay thì em nói các bác là nó có thể nó hơi chảy một tí như thế này các bác nhá. Hơi chảy một tí nhưng mà tất cả đều là tin. Và phía trên đầu này của nó là nó có một cái 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 cái, cái phần gò ta các bác cầm nhìn cảm giác nó trông nó như là micro sensor luôn. Đấy, rất là chuyên nghiệp các bác nhá. Đấy, bộ này thì có cả chế độ gia tốc, có cả chế độ tự ngắt cảm biến chống rơi, chống sốc đầy đủ. Một cái thương hiệu đẳng cấp đến từ 3G. Và các bác có thể nhìn thấy đây chính là những tay zin Và đá zin thì các bác nên nhớ giúp em Hiền là nó sẽ có uh, sức sát. Đấy, anh em mua về đi làm sự kiện lớn vừa nhỏ đều được hết. Bởi vì giá của nó chỉ rẻ hơn cả một bộ mic chợ, rẻ hơn cả một bộ mít nhái. Thì cho các bác xem qua về cái nội thất của nó đây hai hộp sóng nó thì to như à, hai bao thuốc lá luôn và cái nội thất của ba gò các bác biết rồi Đấy, thật sự là không thể giấu nổi với những chi tiết những linh kiện những con chip DSD những con giải mã âm thanh Đấy, và anh em có thể nhìn thấy là con này của nó là bà tem bảo hành của nó thì nó được uh, đưa vào năm 2019 này Đấy, tức là con này của nó sử dụng vào năm 2020 năm 2021 và phía sau thì nếu mà chế độ lâu hết của nó thì có bốn chế độ các bác nhá <laughs> tức là các bác muốn kích tiếng lên. Đấy, chế độ lâu là nó chế độ thấp nhất. Đấy và chế độ hít uh, của nó là chế độ cao nhất. Nhưng mà nó có mỗi bên là nó đều có 4 cấp độ. Đấy, dòng này của nó là dòng micro chuyên nghiệp các bạn ạ. đang để chế độ 3 này. Các bác có thể gạt tùy chỉnh thoải mái. Có rắc canon có rắc uh, 6 ly. Đấy và con này thì anh em yên tâm là tiếng của nó cực kỳ là đã. Giá mới của bộ micro này đang uh, Giao động uh, cỡ tầm khoảng uh, 9 cho đến 10 triệu tiền Việt. Không hề rẻ và ngày hôm nay em sẽ để cho các bác bộ micro micro m 5 này, đấy với mức mức giá thật sự là nó quá rẻ so với lệ, quy định luôn, đấy gia tốc tự ngắt tay zin tất tật đầy đủ không thiếu một chức tức, chức năng không thiếu một tính năng gì, đấy và có cả chống lăn có cả chống sốc cho các bác đầy đủ, các bác nào chỉ quan tâm đến chất lượng, các bác nào chỉ quan tâm đến cái zin cái xịn thôi thì các bác lấy cho em hiền bộ micro này, có bác nào về thích đẹp có thể dán thêm để can đấy, tạo thêm màu mè cho nó nhìn trông nó chất lượng còn bộ micro này, em nói thật các bác, các bác mua ở bên ngoài thị trường rẻ là không có đâu nha. Rất đắt, rất đắt đỏ. Đây. Em để cho các bác với giá là 1 triệu 500 nghìn đồng. Một bộ micro có tặng thêm cho các bác một bộ pin sạc. Các bác nào nếu biết về âm thanh, các bác sẽ mua ngay bộ micro này thôi. Đây. Sự kiện, tiệc cưới, đám hiếu, đám hỉ, lắp phòng hát, chơi gia đình. Tất cả chấp hết, các bác nha. Ok, bộ số 2. Và tiếp theo, em sẽ giới thiệu cho các bác một bộ micro CF Audio. Nó là một phiên bản... Đấy, phân khúc bình dân. Đấy, các bác nhìn này. Một phiên bản phân khúc bình dân của dòng Micro. Đấy, đút cái pin vào. Đấy, đút pin vào quét cái là nó sẽ đổi màu ngay đó. Một phiên khúc bình dân của CF Audio MR188. Thì đối với con này các bác biết rồi, nó là một trong những phiên bản uh, thương hiệu đến từ Mỹ. Các bác cứ thể search loa CF. Đấy, search loa uh, đẩy CF đấy và các bác biết rồi về Micro CF các bác cũng biết. Dòng này thì nó có gia tốc có chế độ tự ngắt cảm biến chống rơi chống sốc đầy đủ. Và cái tay này của nó thì em cam kết cho các bác gần như là nó còn đẹp tinh tươm. À, đẹp mút chỉ và tay của nó bên ngoài nó có một lớp mạ titan các bác nhá. Chính vì vậy mà các bác à, sử dụng đấy, trong quá trình mà à, xin lỗi các bác em à, đang bị viêm họng các bác ạ, các bác thông cảm. Đấy và các bác có thể nhìn thấy là một cái tay của nó thì còn quá đẹp. Đấy đây là tay zin nhá. Đây và mặt của nó là chỗ này của nó là hàng Về chưa vệ sinh chưa lau chùi này Khi các bác bật tay mic lên Các bác nhìn thấy không Khi bật tay mic lên Thì nó sẽ chuyển màn hình của nó sang màu trắng Khi các bác tắt đi Đấy nó sẽ chuyển sang màu hồng Đấy và Ở trên này nó có một cái chế độ anten A và anten B Đấy có gia tốc tự ngắt các bác nhìn này Ấn này Ấn này nó sẽ có chương trình kêu các bác nhé Đấy và khi nào điện yếu cái là màn hình nó chuyển sang màu đỏ Đây các bác nhìn Ấn nhá Thấy không Đấy quá ok và trên này của nó thì chỉnh được rất nhiều các chế độ ví dụ như chỉnh chế độ nhạy này đó, chỉnh uh, uh, về chế độ dò SINC này cf đỏ8 và con này thì cho các bác xem qua về cái uh, biểu đồ kết nối của nó đây dòng micro này nó là một cái dòng micro chuyên nghiệp đó nha rất nhiều tính Đúng năng này Đấy, hướng dẫn luôn trên này và phía sau thì cái dòng này nó có hai chế độ một là các bác có thể cắm điện lưới 220 Hai là các bác có thể sử dụng điện 12V thì em sẽ chuẩn bị cho các bác một cái nguồn 12V để tất cả các bác cắm nhá. Đấy tất cả thông số kỹ thuật của nó là dòng micro chuyên nghiệp, rất đắt đỏ, ra tốc tự ngắt sóng cực kỳ là khỏe. Và dòng này của nó là một cái dòng thế hệ đòi cao, nó có sử dụng chip. Đấy, nó có sử dụng chip để tất cả các bác chúng ta ai cũng biết là cái dòng này thì nó có cả biến áp này. Và với cái con này thì các bác nhìn thấy là ruột gan của nó thì trông có vẻ là cũng rất đơn giản nhưng mà à, nó sử dụng là chip DSP các bác nhá. Chính vì vậy mà tất cả các bác chúng ta cũng không quá à, quan trọng về cái này mà quan trọng đến tất cả những tính năng hiện đại của bộ micro này. Đấy, tay chân đẹp xuất chúng. Đấy, và bộ micro này em chỉ để cho các bác với giá 1 triệu 500 nghìn đồng thôi. 1 triệu 500 nghìn đồng tay chân hợp kim. Đấy, mạ một lớp titan, gia tốc tự ngắt đầy đủ tất cả các tính năng. Đấy, bộ này thì quá phê. Bộ số 3 các bác ơi. Rồi, bộ số 3 1 triệu à, 500 à, nghìn đồng bao ship. Và cho các bác xem đến một siêu phẩm một dòng micro H2 SKM 8000 thì đối với con này em nói thật các bác là nó là cái dòng micro đắt tiền cả các bác nhá. Đấy, nó có thương hiệu luôn này SKM 8000. Con này thì các bác nhìn thấy là nó mặt mũi của nó thì đẹp xuất chúng luôn. Đấy, đối với con này thì em khẳng định luôn các bác là các bác sẽ không tìm được à, ở Việt Nam để chế độ yên lặng. Đấy, và ở bên trên các bác nhìn này. Thông số kỹ thuật của nó là bằng tem 7 màu các bác nhá. Thông số kỹ thuật của bằng tem 7 màu mặt của nó là à, mặt phay nhôm màu xám. Hai màn hình Đấy, LCD tinh thể lỏng và nó hiển thị cực kỳ sắc nét. Microphone channel, ừ. microphone channel. H2 SKM 8000 và có một bộ của nó là có cái thương hiệu là tên là Mi Pro. Đấy, đây chính là cái mắt thần của nó đây. Kính của nó mặt mũi đẹp kinh khủng luôn các bạn, các bác nhìn thấy này. Và tay của nó là tay đuôi chuột, đấy rất giống với lại tay của dòng Bayer uh, 890 các bác nhá. Đấy nó có gia tốc có tự ngắt và con này cô neo hết à. Hả? Còn, uh, nhau, ơ, à, côn của nó giống như hệt thì côn của bay ơ các ừ. bạn nhưng mà tiếng của nó thì rất là hay đây cho các bác xem qua với cái đuôi của nó đây đấy, đuôi của nó thì các bác nhìn thấy là còn là dòng đuôi chuột tay titan đấy và em đảm bảo luôn cho các bác là sóng của nó còn khỏe hơn à, rất nhiều so với lại sóng của bay ơ đấy và các bác có thể nhìn thấy bên mạch chuột gan của nó là dòng thế hệ đời cao các bác nhá đấy bên mạch thế hệ đời cao toàn sử dụng bằng chip và ic thôi đấy và con này thì em chỉ để cho các bác với giá là 1 triệu 800 nghìn đồng một bộ đấy, tay Titan nó đẹp xuất sắc như thế này đấy cam kết cho các bác không hay đấy, không lấy tiền đấy, bộ này của nó là bộ số 4 em xin phép tặng cho các bác một bộ pin sạc đấy con này thì nó tất cả những tính năng hiện đại được nó không thiếu gì đó, nha. có nhau có ta tốc có tự ngắt có cảm biến chống rơi chống sốc tay Titan 1 triệu 800 nghìn đồng và tay này của nó là tay nguyên bản về đến Việt Nam nó đẹp như này các bác nhé đấy và đầu thu của nó thì nó thật các bác nó có, có duy nhất bốn bộ thôi em để hết lên đây đi đấy và gần như là đầu thu không vết xước vẫn còn nguyên bụi các bác này đấy và em có thể chuốt qua một lớp rẻ cho các bác nhìn qua đấy rẻ đây lau qua phát này đấy các bác nhìn thấy không lau qua một phát là Ui, nó đen kít đẹp nét căng luôn đấy bộ này là một triệu tám trăm nghìn đồng tặng pin sạc và có à, uh, cả chống lăn chống sốc cho các bác xịn sò luôn đấy mà một cái tay titan đẹp như này các bác uh, nhìn thấy không? đã đòi không Đấy, bộ này em vẫn bảo hành cho các bác 3 tháng tất cả sản phẩm giá trên một triệu đều bảo hành 3 tháng hỗ trợ chọn đời và sóng con này của nó thì có thể cho các bác chạy tầm khoảng từ bốn năm mươi m cho đến 100 trăm m bởi vì dòng này nó thiết kế và là sóng uh, chạy sóng cơ chế ab Đấy, sóng hỗ trợ cho nên là, ừ. là chạy bằng chip dsb cho nên là sóng rất tốt chứ không phải là sử dụng những cơ chế thông thường các bác ạ à. bộ số 4 bác nhá và một sản phẩm cuối cùng ở trên line ngày hôm nay đó chính là một bộ micro Bayer ừ. các bác nhìn này, con này thì nó quá đẹp luôn. Đấy, thật sự nó đẹp xuất xuất sắc luôn. Con này là dòng Bayer các bác nhá. Mặt nó đẹp, đầu nó đẹp kinh khủng. Không, không có Đấy, đẹp. không một nốt tỉ vết cho các bác xem ruột đi. Và bộ này của nó này em nói các bác là tay zin đét 100% luôn. Dòng này thì có cả chế độ tự ngắt có cả chế độ chống rơi. Đấy, có cả chế độ uh, uh, hỗ trợ cho các bác chạy sóng xa, sóng gần. Đấy, hỗ trợ chạy sóng xa, sóng gần. Và min mạch của nó thì to. Các bác nhìn này, bên của nó thì còn to gấp rưỡi so với lại một dòng micro thông thường. Đấy những phiên bản này của nó là phiên bản hàng nội địa cho nên là nó rất là cao cấp luôn. Phiên bản hàng nội địa. Đấy các bác nhìn này, bên mạch của nó khá là dã man đúng không? Hàng này có nó là hàng bãi xịn và dòng này hiện tại bây giờ nó đang chạy một dòng neo. Đấy, neo này của nó giống như là dòng micro micro của Đức đó các bác nhỉ. Micro của Đức đó. Đó. Và ruột gan của nó thì còn đẹp mút các bác nhá. Đấy cắm lại cái màn hình cho bác xem. Ruột gan của nó zin nguyên bản 100%. 100. Đấy, zin nguyên bản, tay cũng nguyên bản 100, 100. Bộ này em sẽ để cho các bác với giá chỉ có 1 triệu 500 nghìn đồng đấy, Chưa bao giờ rẻ đến vậy Nhân viên của em đang bĩu môi Thật sự là với giá này là em bán để thu vốn Em không ăn lãi các bác một đồng nào Đầu thu đen kít Đầu đó. thu đen à. đẹp kinh khủng luôn các bác ạ Không sườn, đấy, quá, khung sườn nó quá chắc chắn Và cái màn hình này trông nó bí ẩn nhỉ Đầu thu của nó bí ẩn dã man luôn đấy Hai màn hình các bác nhá Các bác có thể cài đặt được cả uh, 3 số và cả 6 số luôn đấy, Các bác thích display là thể hiển thị 6 số cũng được ba số cũng được đây em cho các bác xem qua đấy, đây đấy các bác nhìn này chuyển thấy sáu số nhá đấy và mạ, dọ mạ vàng dọ của nó là trông như là mạ một khối vàng luôn mạ vàng luôn đấy, tay chân Jeans của nó là nhé. hoàn toàn là chưa lâu nhá zin đét một trăm anh em ai chốt bộ bị này một triệu năm trăm nghìn đồng các bác quan tâm đến dòng sản phẩm nào xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0936 118 tám. đấy chính là số điện thoại nhân viên mình đem sẽ chốt đơn cho tất cả các bác và trong buổi tối ngày hôm nay thì vào lúc 8 giờ 30 thì tất cả những hệ thống âm thanh ánh sáng sân khấu của phòng 3 thì em Hiền sẽ có một chương trình live stream phát trực tiếp đấy, và giới thiệu đến tất cả các bác rất nhiều các bạn hàng, các sản phẩm đấy mới mẻ mà anh em ai cũng có thể mua được. Giá cực kỳ rẻ, giá tốt nhất Việt Nam. Anh em ai thấy hay cho em Hiền xin một like, một đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo các bạn nhá. Xin chào.